trở thành một nhân viên phục vụ ở một nhà hàng cao cấp 5 sao đấy anh Gấu Đỏ ạ. À? Còn anh Gấu Đỏ là người nhiều tiền, đến nhà hàng của Hạt Sam để Hạt Sam phục vụ anh. Thế được rồi, thì khách hàng là thượng đế mà đúng không các bạn? Ôi trời ơi, hôm nay đông khách quá anh Gấu Đỏ ạ. À. Thế anh đến chưa? Anh đến rồi, em vào đi. Rồi, vào luôn rồi các bạn ơi. Được, các bạn có thấy anh Gấu Đỏ đẹp trai lai láng không các bạn ơi? Tóc thì vàng hoe, mắt thì xanh lét, mặc thêm một cái áo sơ mi và đeo một đôi giày tây. Úi trời ơi, trông mình nó lịch lãm làm sao. Trông như là kiểu con công đúng không các bạn? Công công nhìn nó lè lè đấy. Rồi anh Gấu Đỏ ơi, anh đây, ra đây cho anh đặt món nào. Nhà hàng rất đẹp. Rồi làm ơn cho anh một miếng bít tết nào. À rồi, cái món này nó hơi bị tây tây các bạn ơi. Nó là tây tây, nó là món của Tây. Mình là người Việt nhưng mà mình thích ăn món đồ Tây. À, để cho nó sang mồm một tí. Ok, thế bây giờ là mình trước hết là mình sẽ viết vào đây nữa các bạn ơi. Rồi ok, đây. Đơn giản không ấy mà. Em đang vẽ cái gì ấy? Thì bít tất. Trời ơi, ta lại vẽ bít tất vào đây hả các bạn ơi? Thì anh bảo là món bít tất mì. Bít tết. À bít tết các bạn ơi, bít tết. Thì cái này em xóa đi được không anh? Được. Anh cũng không biết làm xóa kiểu gì nữa. Thế thì em không xóa nữa thì thôi em bây giờ em vẽ ra thành cái này. Rồi. Người ta bảo bít tết thì mình lại đi vẽ bít tết. Rồi bây giờ Hà Sam sẽ vẽ thêm cái gì đây các bạn ơi? Cái thùng Noel. Không anh ơi, đây là tết tóc chị em đây. Em có biết món này không? Món này là làm từ con bò. Ui dồi, bít tết. Tưởng bít tết là cái tết tết tóc mà sao lại làm từ đấy, con bò đấy. Bây giờ cho ra đây là không chuẩn rồi đây này. Thôi để anh xem nào, có món nào giống như thế này đâu đúng không? Đây cho mình thịt vào xem sao. Ui dồi, quá tuyệt vời. Nó là bít tết, nó là như thế này Hà Sam ạ. Bít tết là miếng thịt bò. Đúng rồi. Thế nhưng mà bò sống hả anh? Nope. Anh có ăn sống này đâu, anh phải chín chín anh mới ăn được chứ. Em đi chế biến lại đi. Ôi trời ơi, thế lại phải chế biến lại các bạn ơi. Ngày 2 thì phục vụ một cặp đôi các bạn ạ. Thì có một là... ông cháu nhỉ? Hai bố con. Hai bố con. Trời ơi, người bố đầu trọc lóc rồi các bạn ơi, nhìn được. Còn người con thì nhìn như kiểu là cái huấn luyện viên gì trong Pokemon ấy. À. Úi đúng rồi, anh nói em mới để ý đấy, cái mũ nó rất giống luôn. Rồi để xem nào. Chị Hà Sam và chị Hà Sam, đây là ông của em. Em muốn pizza và hamburger nữa. Ôi tưởng cái gì, pizza và hamburger đơn giản lắm anh Gấu Đỏ ạ. Cái pizza là mình ăn nhiều rồi, mình quay video mình ăn nhiều rồi là em biết. Đây này, pizza là hình tròn như này. Xong rồi mình cứ chia đi anh ạ, cứ chia đi thành kiểu như nhiều cái miếng như thế này là pizza. Thế còn hamburger là ví dụ như em vẽ như thế này này. Đây, đây này, đây. À, nhìn như cái nồi cơm điện ấy. Nồi cơm điện. Còn bên kia như cái bánh xe các bạn ơi. Rồi ok, để xem nào. Wow, đây này anh ơi, hamburger là giống cái em vẽ là cái này này anh này. Rồi, mẹ pizza là cái này nữa này. Rồi, này. Xem nào. Wow. Úi trời ơi, anh ơi, bạn ấy khen em đấy, tức là phục vụ quá giỏi luôn, quá giống luôn, quá xuất sắc luôn anh ạ. Anh nhìn cái pizza với cái hamburger kia anh còn thấy ngon, huống chi là bạn nhỏ kia đúng không? Đúng rồi. Để xem là bạn ấy trả bao nhiêu tiền. 100 luôn. Ở đây thì có rất nhiều chương trình này em ơi. Ui ôi, các bạn lúc nãy này, à đây là anh Gấu Đỏ đây. Anh Gấu Đỏ còn cầm cả hoa đi tặng ai đây không biết. Chắc tặng người yêu anh Gấu Đỏ ấy các bạn ơi. Nope. Đây này, đây còn anh đang đi chơi bạn gái này. Ui, tiếp theo là anh cầm nhẫn lặng đây cầu hôn bạn gái. Ui, còn có cả đám cưới của anh Gấu Đỏ luôn này các bạn ơi. Rất nhiều luôn, rất nhiều. Ui ôi, đây có cả một con khủng long này đang chui ra từ trong một cái hang này. Không biết là con khủng long này làm cái gì đây. Cứ chơi đi rồi sẽ biết đúng không? Đúng rồi. Này. Ui dồi ôi, cái này là cái bút anh ạ, mà mình có thể thay đổi là màu bút luôn. Thế nhưng mà ấy, bây giờ ấy, em mới chơi nên là ấy, chưa có nhiều tiền để mua bút mới đâu. Rồi tiếp nha. Wow, một khách hàng, đây là người giao hàng cho em hay sao anh Gấu Đỏ? Chắc là giao nguyên liệu để nấu ăn. Yêu ơi, nhưng mà em nhìn thấy cái miệng của người ta hơi kinh dị anh ơi. Sao mà kinh dị? Miệng người ta như thế này này. Rồi, ok, đi vào này. Vui lòng ký tên của bạn lên đây. Wow, tên nhà hàng của em ấy là em
có làm phục vụ và em tên là Hà Sam, nhưng mà chủ em là người khác anh ạ. Nên là em phải viết tên em hay tên chủ em nhỉ? Tất nhiên em nhận hàng thì em phải ký tên em rồi. Ui, được rồi. Thế thì tên em sẽ viết là Hà. Hà Sam ấy. Rồi, ok. Bye bye. Tùng hoa luôn. Nhìn cái người giao hàng, nhìn người ta có vẻ là mặt hơi kinh dị thế thôi, nhưng thực ra lại là một người tốt anh Gấu Đỏ ạ. Một người rất là thân thiện. Đúng rồi, có hôm ấy em đi vứt rác ấy mà nặng quá anh Gấu Đỏ ạ. Thế rồi ấy, tự dưng có một tên trộm, hắn lẻn vào, hắn đánh sau gáy em. Em tưởng là hắn định trộm cái gì của em cơ. Thế nhưng mà anh quay lại hóa ra mất ngay đôi dép anh ạ. À, cái đôi dép mà rách rách của em rồi á. Nguy hiểm thế nhỉ, có đôi dép rách mà người ta cũng lấy. Đúng rồi, thế rồi ấy, may là có cái bạn giao hàng này này. À, bạn ấy á, thấy thế bạn ấy tóm ngay tên trộm ấy các bạn ơi. Được đấy, chứng tỏ anh ấy là một người cực kỳ tốt. Đúng rồi, rồi tiếp. Ui, em được tặng một cái bút mới này anh Gấu Đỏ ơi. Con mèo luôn. Con mèo này nó cũng kinh dị anh nhỉ. Rồi, ngay bút. Rồi. Nhìn mắt này, mắt của cái khách hàng này mắt kiểu như rất là kỳ lạ luôn anh Gấu Đỏ. Và anh đoán đây là một anh chàng hay tập gym, chân tay rất là to, cơ bắp mình rất là to, rồi ngực nhức ngực nở luôn, tay to. Nhìn này anh là chắc chắn ăn rất nhiều ấy. Đúng rồi, ok, để em xem là khách hàng này cần gì nào. Hey, em ơi, dạ anh là người tập gym đó em, nên là em hãy làm cho anh một con gà nguyên lông. Ơi, thế lại ăn gà nguyên lông. Anh ơi, anh ăn gà nguyên lông hả anh? À, anh nhầm. À, một con gà nguyên con. À, thế chứ lị ai lại ăn gà nguyên lông? Đúng rồi, gà nguyên con thì dễ lắm anh ạ. Ôi ở đây nha, đầu tiên là em vẽ cái đầu gà trước anh ạ. Rồi. Sau đó là em vẽ cái mào gà. Đấy, đây là cái mỏ này. Rồi. Đấy, đây cái mắt này. Sau đó thì em sẽ vẽ một cái người. Chắc là anh này là dân tập gym nên là anh ấy ăn con gà nó phải béo béo anh ạ. Đấy. Đây này, cánh này anh ơi. Đấy. Đây cái đùi là nó phải to anh ạ. Đấy. Đấy. Con gà này là siêu béo, siêu to, siêu khổng lồ. Cái đùi to dã man con ngan luôn. Đấy, rồi, đấy, cái đuôi. Trời em ơi. Con gà chín rồi chỉ làm sao mà còn lông đuôi mà em vẽ lông đuôi vào. Người ta phải thật đi rồi chứ. Đây là em vẫn vẽ con gà nguyên lông. Đúng không? Chết rồi. Thế nhưng mà con gà này là con gà sống anh ạ. Em tí nữa em cho vào máy là nó quay xong rồi là nó sẽ chín anh ơi. Rồi, tiếp nè. Wow. Nhưng mà ở đây làm gì có cái món gà nào đâu hả Sam? Thế thì anh này khó chịu lắm các bạn ơi. Thôi được rồi, thế em nhìn cái cơ thể của anh đấy, em đoán chương trình đấy chắc là anh này là thuộc cái kiểu người là khách hàng khó tính anh ạ. Bắt là người phục vụ phải hiểu được cái tâm tư của mình. Đấy, anh không nói cái gì các bạn ơi. Lúc em bảo thích ăn gà nhưng bây giờ thực đơn lại không có gà. Thế thì chắc là em thấy con gà với con chó là nó gần nhau. Thì bây giờ là có cái món hot dog anh ạ. Hot dog thì liên quan gì đến con chó? Thì nó có từ dog. Từ dog là từ chó rồi. Thế thì em nhầm rồi. Hot dog là bánh mì kẹp xúc xích, chứ không phải là chó nóng đâu mà. Nhưng mà nó vẫn liên quan đến em thôi. Em sẽ chọn món hot dog này. Và em cộng thêm một cái cốc bia cho anh chàng. Dừng. Uống bia là không tốt cho sức khỏe, có hại cho sức khỏe. Bỏ bia đi, mình chọn soda. À, đấy. Rồi, ok. Ui, món của anh đây. Ê, cái gì thế này, tôi gọi gà mà không tôi cần bia. Muốn tốt cho anh ấy nhưng mà anh ấy không thích các bạn ơi. Thôi được rồi, phục vụ khách hàng khác đi Hà Sam ơi. Buồn lắm các bạn ơi, thôi lần này để cho anh Gấu Đỏ phục vụ đi. Mình đang là khách hàng thượng đế của nhà hàng mà hôm nay Hà Sam lại nhờ mình đi order. Rồi, úi dồi ôi, lại đi phục vụ một anh chàng nào cũng cao to đẹp trai không kém anh. Hãy trả tòi một món gì nóng nóng và hầm nóng nóng ấy, cộng thêm một cốc bia lạnh và một cái xúc xích đặc biệt. Dồi ôi Hà Sam ơi, khách này order nhiều như thế này, bây giờ anh sẽ vẽ một cái xúc xích đặc biệt trước đi. Xúc xích đặc biệt là cái gì? Xúc xích đúng không? Đúng rồi. Rồi. Rồi, xong cái xúc xích đặc biệt rồi. Tiếp theo là bây giờ anh sẽ vẽ thêm một cốc bia lạnh đi anh. À, bia lạnh à? Bia lạnh đây, đây là cái cốc bia, là cái quai này. Đó, xong cốc bia. Ừ. Rồi bây giờ là một món gì hầm nhỉ? Thế thì anh sẽ hầm cả con bò để cho khách này ăn đi cho sướng mồm.
cho bé con bò này. Con bò đây là cái... Đố Hà Thao biết đây là cái gì? Cái này là chắc là đuôi bò anh ạ. Không, đây là cái mồm. Rồi. Mồm bò các bạn ơi. Đây là cái gì? Cái này nó là cái sừng à anh? Đây là con mắt. Rồi bây giờ anh vẽ. Đây nè, đây mới gọi là cái sừng à. Rồi, đó. Đây là được cái đầu rồi đúng không? Rồi, người này. Thôi chết rồi, chỗ này hết rồi. Thôi anh chỉ vẽ cái đầu bò thôi. Đây. Sao nhìn nó xấu thế? Đấy, giống rồi. Đục xích đây rồi. Rồi, chọn tiếp đi anh. À, món tiếp theo bia lạnh này. Rồi, món hầm này. Hầm. Đây đúng không? Đúng rồi. Tiêu đây rồi. Ok. Món của anh đây rồi. Cái đầu bò lúc nãy anh hầm ra mà nó bây giờ nó thành như thế này à Hà Sam? Nó thành như bé chiếu chiêu chiêu. Ui. Khách này có vẻ rất là phấn khích khi được anh gấu đỏ phục vụ. Rồi, trả nhiều tiền nhá. Vẫn chỉ 100 một món thôi các bạn ạ. Rồi. Thôi bây giờ anh trả lại công việc cho Hà Sam. Rồi, tiếp theo. Úi dồi ôi, anh ơi. Rồi, hôm nay anh quay trở lại đây để có một việc nhờ Hà Sam. Phục vụ anh gấu đỏ khó tính lắm. Ê, ra đây anh nhờ tí nào. Dạ. Bạn có thể gọi cho tôi được không? 9173 9173. Anh ấy bảo là gọi 9173 đấy anh ạ. Thế thì em thử gọi xem sao. Úi dồi ơi, đây này anh ơi. 9173. Úi anh mà ơi. Cái này xịn sò ghê nhỉ. Có cả điện thoại luôn. Hay anh thử gọi một số bất kỳ xem nào. Gọi số 911 xem nào. Úi 911. Ý à, gọi rồi. Alo. Ui. Cái gì đấy, dám chôn cảnh sát, dám gọi cho cảnh sát để chôn à? Sao lại thế? Ôi, anh ơi, em tưởng đây là cái điện thoại đồ chơi, sao gọi được luôn hả? Ôi, các bạn già không được gọi lấy điện thoại của bố mẹ gọi linh tinh đâu. Gọi như gấu đỏ này nó nguy hiểm lắm. Rồi ôi, thôi được rồi, em bấm số 9173 cho anh đấy đi. Cho anh gấu đỏ đi. Ừ. Anh gấu đỏ đang yêu cầu là Hà Tham gọi cho anh. Rồi, anh đứng ngay đây mà anh vẫn không yêu cầu em gọi cho anh. Rồi, nhìn kỹ này anh ơi. 9 này, 1 này, 7 này, 3 này. Gọi. Alo, anh gấu đỏ hả? Anh đây. Anh nhận được rồi. Cứ số này mà liên lạc em nhá. Hóa ra là anh gấu đỏ là muốn gọi điện thoại là cho bạn gái các bạn ạ. Ôi trời ơi, thế là anh cũng được có bạn gái rồi hả? Không, em làm gì có bạn gái đâu. Đây, trong này đây. Đấy là em đây, Hà Tam đây. Em vừa gọi cho anh mà chứ làm gì có bạn nào gọi. Ngày 7. À, bạn gái anh cứu rõ đây rồi. Eo ơi, đôi mắt bồ câu trâu, cộng thêm làn da trắng ngần như là da bạch tuyết, cộng thêm đôi môi trúng chín đỏ như là bông hồng son. Wow. Mà anh bực ý này, bạn gái của anh ấy là hơi bị ghê gớm ấy, nên là em phải phục vụ cho cẩn thận, đàng hoàng vào. Nghe đã thấy hốt rồi các bạn ạ. Ôi chị ơi, chị ơi, đây em đây. Chị muốn phục vụ gì ạ? À, nhìn quán này cũng đẹp da gì phết ấy nhỉ. À, xem nào, để xem là quán này nó có cái món gì đặc biệt không. Ví dụ như là nước gì nó nóng nóng chẳng hạn ấy em. À, cái nước đấy nó phải gọi là nó phải vừa ngọt ngọt mà nó lại phải vừa mới chua chua mà cộng thêm một tí đắng đắng ở chỗ hậu vị ấy. Và thêm một tí nó là màu của nó là được phải xếp là 3 tầng là ít nhất, còn nếu không trung bình như là tôi phải là dùng cái nước mà màu nó phải 7 sắc cơ vâu. Từng tầng một xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng cứ theo thế mà làm. À, không thì à, mùi thơm của nó thì kết hợp với ba loại hoa, đó là hoa sen, hoa hồng và hoa nhài. À, hình dáng của cái cốc thì ít nhất là phải 15 phân trở lên. Và đặc biệt thì nó cũng phải nóng nóng mà nó cũng phải ấm ấm mà nó cũng phải hơi mát mát một tí nha. Ôi bạn gái anh gấu đỏ các bạn ơi, khó tính chết đi được ấy. Ôi các bạn thế ơi, thì em chịu khó mà phục vụ đi. Các bạn ơi, cái gì mà cái cốc nước gì mà nó câu đầu tiên nó là gì nhỉ, để em phục vụ anh nhỉ? Ai nhớ được. Không nhớ được các bạn ạ. À, ý em nhớ là hình như là nó phải là 7 sắc cầu vồng cái gì đấy. Rồi, 3 tầng. Cốc nước là nó phải là nó phải cao là 15 phân đi. Đúng rồi. Rồi, ok, đây cốc nước đây rồi. Chia thành 7 sắc cầu vồng đi. Rồi. 7 sắc cầu vồng. À, mùi thơm lại còn phải kết hợp với ba loại loại vị hoa. Các bạn ạ, ví dụ như là hoa nhài với lại hoa mít với lại hoa sầu riêng. Nope. Không phải hoa nhài, hoa mít, hoa sầu riêng. Bạn gái anh là thích hoa nhài, hoa sen, hoa hồng. À, ui đúng là bạn.
bạn gái gấu đỏ khác anh gấu đỏ nhớ ngay. Rồi, hoa thì thôi em cứ vẽ gọi là cứ bông hoa ở trong anh nhá. Rồi. Rồi, ok, thế này không biết là hoa rồi, đúng không anh? Được rồi, rồi. Em phục vụ đi, không bạn gái anh thấy lâu quá bạn gái anh bỏ về. Nhanh nhanh lên nào em ơi. Đấy, anh đã bảo rồi, không nhanh là bạn gái anh dỗi bây giờ đấy. Nhà hàng em kiểu gì mà không có cái nước nào mà bạn gái anh thích thế này. Nhưng mà vẫn có một cái là anh đúng theo chuẩn của bạn gái anh. Cái nào? Là cái hot cà phê này anh. Thôi được rồi, dùng tạm cũng được. Rồi, ok. Đây, nước của chị đây. Wow. Ôi trời ơi, đây nhá, tôi đây là tôi uống tạm thôi. Bởi vì đây là cốc cà phê là của nhà hàng là bạn thân anh gấu đỏ nhá. Chứ còn không ấy là bình thường tôi không có uống cái nước này đâu. À, chị khen em chưa? Khen rồi. Em yên tâm đi, bạn gái anh dễ tính mà. Các bạn thấy Hà Sam phục vụ nhà hàng có đỉnh không? Nếu mà đỉnh thì đừng tiếc một like, một bình luận để ủng hộ Hà Sam nha. Mà các bạn ấy thấy bạn gái anh gấu đỏ như vậy có hợp với anh gấu đỏ không? Nếu mà hợp với anh gấu đỏ thì bình luận xuống bên dưới nha. Mà không hợp với muốn anh gấu đỏ mà chia tay bạn gái thì cũng phải bình luận xuống bên dưới. Thì anh gấu đỏ đọc bình luận anh gấu đỏ mới biết được các bạn ạ. Bây giờ lại là một anh chàng tập gym. Lần này với anh vừa bảo thích cái gì ấy nhỉ? Anh bảo là anh thích soda hay sao anh ạ? Soda với pizza. Hình như là ba cái pizza luôn hay sao ấy. Ba cái pizza. Đã ăn là phải ăn nhiều. Nhưng mà nhà hàng em làm gì có ba cái pizza hả anh? Cả nhà hàng chỉ có một cái pizza thôi à? Chẳng may sáng nay em ăn mất 2 cái rồi. 3 cái pizza, 1, 2, 3. Soda này. Soda như anh ấy gọi mấy cái em chả nhớ được, nhưng không biết có đúng không. Ui anh ơi, không đúng rồi anh ơi. Thì anh yêu cầu mấy cái soda, các bạn để mình xem kỹ lại xem nào. Em chẳng nhớ gì cả. 1, 2, 3 cái soda này. 3 à, pizza. 3 pizza này, 5 soda này. Ui trời, cái này không nhìn thấy. 3, 4, 5. Đúng rồi nhỉ. Đây, 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 của anh đây. Wow. Ê, vỗ tay, vỗ tay. Chẳng mấy khi được anh béo vỗ tay ủng hộ mình, vui quá, vui quá. Ôi gấu đỏ ơi, thực ra anh chính là anh vợ tương lai của em đây. Chớp mắt, cũng đã hơn chục ngày rồi đấy anh gấu đỏ ạ. Thế là có tiền lương chưa? Chưa anh ơi. Được có tiền lương đưa anh đi ăn gà rán. Rồi, ngày 12. Ôi dồi ôi, có điện thoại anh ơi. Có điện thoại, điện thoại, điện thoại. Chắc chắn là ship hàng rồi. Rồi. Úi, lại là bạn gái anh đen gấu đỏ. Bạn gái hiền, dễ thương mà. À, xin chào, bây giờ tôi đang ở văn phòng. Thì tôi rất là bận rồi. Thì bây giờ ấy, có thể là giao hàng để cho tôi nhận hàng tại chỗ được không? Tôi bận quá. Dạ quá ạ. Hà Sam ơi, bây giờ chị đang giảm cân đấy em ạ. Để có một thân hình mỹ miều như này để anh gấu đỏ thích ấy, thì chị đang giảm cân thì chị ăn ít thôi. À, chị mua 3 cái xúc xích. 3 cái xúc xích. À, mà ăn xong hơi dính răng thì chị lấy thêm 2 cốc nước súc miệng. 2 cốc nước súc miệng. Vẫn ít. À, mà ăn xong rồi chắc là vẫn hơi buồn mồm thì thôi chị cứ lấy 5 món tráng miệng. Úi trời ơi. 5 món tráng miệng. Bình thường người ta chỉ ăn có 1 món tráng miệng thôi. Đây ăn tận 5 món tráng miệng. Ăn gì mình nhiều thế nhỉ? Nhưng chị đang giảm cân. Rồi thì chị bảo là 3 cái xúc xích. Đây rồi, 3 cái xúc xích đây. Đấy. 1 này. Như củ khoai nhỉ? Đây. 3 này. Rồi, 3 cái xúc xích này. 2 cốc nước lạnh đúng không anh? Rồi, em vẽ cốc nước này là cốc nước của tôi đấy. Đây gọi là cốc tay luôn anh ạ. Đấy, đấy. Ly ly. Ly luôn. Đó. Nhà hàng em phục vụ 5 sao anh hiểu không? Phải khác. Bây giờ để xem em vẽ 5 món tráng miệng như thế nào. 5 món tráng miệng ui, đơn giản anh ơi. Em vẽ 5 cái kem là được. Đây, đấy nha. Đấy, à, đấy, đấy. Em vẽ cho anh một miếng dưa hấu đi. À rồi, một miếng dưa hấu đơn giản anh ơi. Đây. Đấy, đấy, thêm một ít đây là cột nha. Đấy. Mới được có 2 món rồi. Thôi cứ thế mà em nhân ra anh thấy không? Ừ, được, được. Rồi, cứ theo thế này mà làm này thì là hot dog là 3 cái. Rồi, món tráng miệng là 5 món đúng không anh? 1, 2, 3, 4, 5 này. Với lại là... Nước lạnh. Nước lạnh. Đây, cà phê lạnh đây sao cà này? Cà phê lạnh này, cà phê lạnh là mấy cái anh nhỉ? 2 cái. 2. Rồi, ok. Tiếp nè. Rồi. Chị ơi, món hàng của chị đây rồi ạ. Ôi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Cảm ơn em. Ôi,
mà tí nữa cho chị order thêm 2 đĩa xôi gà nữa em nha. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì Hà Sam ấy đã trở thành một người phục vụ và anh Gấu Đỏ cũng hỗ trợ Hà Sam ở trong cái công việc này. Và đặc biệt hơn thì ngày hôm nay thì Hà Sam ấy gặp được bạn gái anh Gấu Đỏ đấy các bạn ơi. Các bạn thấy Hà Sam phục vụ có đẳng cấp không? Nếu mà thấy đẳng cấp thì đừng quên bấm like video này để ủng hộ Hà Sam nha. Còn bây giờ, bye bye các bạn.